Chiều ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 13 bị cáo là cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường 7 năm tù, hai cựu phó trưởng công an phường lần lượt bị tuyên phạt Phan Văn Hòa 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Quý 4 năm tù. 10 bị cáo còn lại đều là cảnh sát khu vực công tác tại phường Phú Thọ Hòa bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Đồng thời, hội đồng xét xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 đến 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tuấn có vai trò cao nhất, chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác. Vì động cơ vụ lợi nên bị cáo Tuấn đã tha cho các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàn trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy, bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm xảy ra. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng người, chia tổ, chia ca trực. Một số bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Tuấn. Hai bị cáo Lê Văn Quý và Phan Văn Hòa là cựu phó trưởng công an phường là người giúp sức tích cực cho Tuấn. Vì cả nể ngại va chạm nên đã không hoàn thành trách nhiệm được giao. Các bị cáo vì vụ lợi đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp uy tín công an nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với công an nhân dân. Hành vi của các bị cáo lấy tiền nhiều lần để thả người gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, cần áp dụng hình phạt bổ sung tất cả các bị cáo.